Nói cách khác, nhất định phải niệm Phật. Không niệm Phật bạn sẽ loạn tưởng. Loạn tưởng chính là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Cho nên bản thân mình cần nên phản tỉnh một chút. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, có mấy giờ mình niệm Phật? Không niệm Phật là tạo nghiệp luân hồi. Đem hai cái này ra so sánh thì bạn sẽ biết được tương lai mình ở trong luân hồi lục đạo hay là ở nơi thế giới cực lạc. Thời gian mình niệm Phật nhất định phải nhiều hơn thời gian mình vọng tưởng. Điều này rất quan trọng. Cho nên niệm Phật 3 năm, công phu thành phiến là được giảng sanh. Biết được giờ đi, Phật đến tiếp dẫn. Đó là gì? Đó là do niệm danh hiệu Phật không gián đoạn. Mỗi ngày ít nhất là mười mấy tiếng đồng hồ. Trong tâm họ là danh hiệu Phật. Ngoài giờ ngủ nghỉ không thể khống chế ra, tất cả thời gian còn lại là niệm Phật.